Quê ở bên này đối với Ninja chúng nó chẳng là cái gì đâu. Các bạn phải hiểu là như thế. Chúng nó chỉ làm lên như để cho những cái người thật sự, Ninja đã nói rồi, Ninja thấy cái bọn mà nó sống mà nó bị cái bọn lãnh đạo cộng đồng ấy, nó nhồi sọ, họ rất là khổ. Ninja đố những cái thằng đó mà dám nói trái ngược với lại cái bọn cộng đồng đấy, đúng không? Lisa dám nói nhưng mà chúng nó không dám nói. Tại sao? Chúng nó sợ người ta tẩy chay nó. Nó không dám nói những cái thằng chống cộng ấy. Bố nó cũng không dám cãi, nói ngược lại với lại những cái bọn ở trong cộng đồng. Lisa dám nói, Lisa dám lên đây đương cái mặt lên đây để nói. Tại vì Lisa đâu có ở cùng với chúng nó đâu, Lisa coi chúng nó chẳng là cái gì cả. Tại vì chúng nó ở đây, chúng nó ôm cái quốc tịch Úc rồi. Ok, chúng nó ôm cái quốc tịch Úc rồi thì chúng nó phải tuân thủ cái pháp luật ở bên này, chứ không phải cứ cầm dương cái cờ đó ra để mà chống lại cái dân Việt Nam, chứng tỏ chúng nó nghĩ rằng chúng nó không phải là người Úc, chúng nó là người Việt Nam, thì cái đó là một sự phản bội rồi. Tại vì chúng nó đã tuyên thề chúng nó nhập tịch vào cái đất Úc này, đúng không? Thì người ta chỉ chửi vào mặt chúng nó thôi. Đối với Lisa chẳng coi chúng nó là cái gì cả, chỉ là cái bọn già rồi không có gì làm, nó ra đấy nó làm những cái chuyện như thế để chơi cho đỡ buồn. Thế nhưng mà cái tai hại của chúng nó làm sao ảnh hưởng đến những cái đứa con đứa cháu của những cái người Việt Nam sống ở đây. Đấu tranh không phải là ai cấm đấu tranh, nhưng đấu tranh làm sao cho nó có sự hiểu biết, có sự học thức, có cái sự hiểu biết, chứ đâu có phải cứ ra đấy cầm mấy cờ dương lên là đấu tranh nữa. Cái cờ đấy nó đã bị mất từ đời thuở nào rồi, nó chạy tụt quần ra. Đến bọn Mỹ nó nói là cái Đà Nẵng ấy là tự bỏ chạy, tán loạn bỏ chạy, chứ không là phải là bị mất, bị chiếm. Chúng mày mới tụt mẹ quần, cộng sản chưa vào nơi đã chạy mẹ hết, buông súng đầu hàng rồi. Bây giờ còn còn ngoái cổ lại nói là vì quê hương mới, vì 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 cái mà bố chúng mày, nó nói đến chúng nó là bực mình. Có bạn nào muốn lên nữa mà lên xã át không được à, cái ai đấy, Quang Tuyền Nguyễn hay Quang Tuyên Nguyễn gì đấy, thử ra xong vào lại xem nào. Sao chị không lôi cổ đó? Thằng đó nó ở cái xó nào chị cũng đâu biết đâu. Sao chị không lôi cổ thằng Đào Minh Quân từ Cali sang bên Úc, chị đè lên đầu nó cho lũ bà que chết cha nó đi. Trời ơi em ơi, chị cho nó được maximum, cho hết cỡ là nó sống được mấy năm nữa, đúng không? Thôi để cho nó gào cho nó đỡ buồn đi. Ức chế đôi khi ở bên này nhiều người bị ức chế, cho nên là cho họ nói đi, ban cái phước cho nó làm xem nó làm được cái gì. Nó chẳng nữa làm được cái tích sự gì đâu. Ở bên này, bên Úc này bây giờ cũng khó khăn lắm rồi, chứ không phải là đơn giản đâu. Bọn bà què chỉ xạo thôi chị à, bọn nó chẳng làm gì được. Đúng rồi, không, chúng nó không làm được gì được đâu. Nhưng có cái Lisa sao muốn lên đây nói để cho các bạn, những cái em trẻ, những cái người trẻ tuổi ở Việt Nam á, nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Mình luôn luôn mình phải bảo vệ cái nồi cơm của mình, chứ không phải đi nghe cái bọn ở hải ngoại. Cái bọn ở hải ngoại á, chúng nó chỉ là một cái lũ, nó ngồi á, nó một có nhiều cái. Một là chúng nó muốn làm những cái video clip lên để cho nhiều người vào xem đó. Tại vì ở YouTube nhiều nhiều người, phải nhiều cơ, phải hàng triệu người cơ, thì chúng nó có thể được ăn cái tiền quảng cáo đó. Thì chúng nó lợi dụng vào những cái chuyện đó để chúng nó làm những cái clip đó lên để cho mọi người vào xem, các bạn hiểu không? Cái thứ hai nữa là chúng nó cũng nằm trong một cái tổ chức, đằng sau chúng nó có những cái sự gì gì đó để chúng nó ăn tiền đó.
Rồi cái thứ ba nữa là chúng nó lừa những cái người ở hải ngoại để chúng nó lấy cái tiền quyên góp đó. Các bạn phải lên nhớ vậy. À, bây giờ nó cứ tạo lên một cái thằng nào đó ở Việt Nam xong rồi nó kêu người ta quyên góp vào thì cái tiền quyên góp đấy nó có khi cái thằng mà nó đứng lên nó chống phá nó chỉ được 10% thôi. Còn cái bọn ở bên này ấy, nó được 99 90% chẳng hạn như vậy. Thì tội gì chúng nó không làm? Tại vì chúng nó ở bên nước bên những cái nơi này ấy, chúng nó làm những cái chuyện đấy chúng nó không bị phạm tội phạm pháp. Đúng không? Thì chỉ những người mà ở Việt Nam bị chúng nó xui dại đấy thì vào tù ăn được của chúng nó được bao nhiêu tiền nhưng mà vào tù ngồi đó rồi á, ví dụ nó có bận nó cũng phải làm một cái gì đấy lên để cho mọi người tin tưởng, chẳng hạn như là cái thằng Việt Khang gì đó hay là mấy cái người được qua bên Mỹ đó để nó bảo lãnh cho qua cái diện như là tị nạn hay là bất cứ cái gì đó, tại vì người ta có thể bảo lãnh được mà, cái thằng nào nó có nội tức hay là cái gì nó bảo lãnh cho qua được mà, đâu có nhất thiết phải phải là chính phủ này chính phủ kia nó cho sang đấy rồi được thời gian đầu đứng lên để nói ba dăm ba câu phải trái xong rồi có người đến ủng hộ ăn đại nhạc hội á, xong nghe nó nói xong mới đầu lúc đầu thì có vẻ hùng hậu lắm nhưng mà về sau rồi chúng nó có nuôi được cái thằng đấy suốt đời không, cái thằng Việt Khang đấy rồi ít nữa đi làm cái gì để sống đó, đi làm cái gì để sống, cái bọn cộng đồng cái thân nó chưa no xong ấy đợi đấy mà nó nuôi rồi đi, bây giờ thằng Việt Khang ví dụ như là người ta sang đây với cái tư cách là bảo lãnh hay là đi du lịch hay là du học hay là cái gì người ta đi làm bất cứ cái công việc gì người ta cũng không sợ, nhưng riêng cái loại chúng nó đó là chúng nó nổi tiếng rồi mà thì chúng nó làm cái gì, không lẽ đi ra đi đi rũa móng hay là đi massage chân cho người ta, chúng nó có làm nổi không đó, cho nên chỉ có làm đường thôi. Đó, cứ sủa và đoàn người cứ đi. Bọn bên này ở bên này cuộc sống bây giờ không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Thế sao nói thật đấy. Bây giờ những ai muốn sang đây du học trừ khi như thế này thì nên sao nên khuyến khích này. Tại vì các bạn sang đây học xong rồi về Việt Nam ấy rất là có giá đúng không? Nhưng với điều kiện là phải có gia đình ở bên này. Đó. Nhưng ở Việt Nam phải có tiền. Cho con đi sang đây ăn học rồi ở bên này có gia đình cho nó ở ở thì đương nhiên là không mất tiền rồi thì bao bọc được chúng nó, nhưng mà ở Việt Nam có no được mấy chục ngàn một năm để cho nó sang đây nó đi học không, rồi nó sang đây những cái người sang đây mà phải có cái chịu khó đi làm nhưng mà xin việc ở đây đâu có dễ đâu mà xin được những cái việc mà tiền mặt hay là gì ấy, thì rất là rẻ, chỉ bằng một nửa giá của cái người bản xứ này làm thôi, các bạn phải lấy nhớ như thế. Cho nên nếu nếu mà nghĩ rằng ấy, sang đây du học ấy, trừ khi mình thật là nhiều tiền, gia đình có nhiều tiền, bạn của Lisa đó cũng có người người ta sang đây người ta đi du học ấy. Mua thẳng một cái nhà mấy trăm ngàn, 400-500 ngàn ở đây để đi học. Nó đi học nó chỉ nó thích thì nó đi làm, nó không thích thì thôi nó ở nhà một mình ở một cái nhà nhà cũng chỉ có một phòng thôi nhưng mà 400 ngàn cái apartment đó. Đó phải giàu như thế thì hắn đi, còn không giàu ấy thì đừng có đi, nếu mà nhà mà giàu ấy thì cho con cái sang đây rồi có gia đình ở bên này ấy, nhìn chúng nó rồi có cái gì đấy. Chứ còn nó mà không có tiền mà sang đây tự túc rồi đi làm nó cầu cạnh rồi từng ly từng tí một á, sống khổ lắm, không có đơn giản đâu, thà rằng để cái tiền đấy học ở Việt Nam học cái trường trường của nước ngoài ấy, cũng khó cơ mà đúng không. Nên sao có một người sang đây hôm đó gặp chị bảo chị muốn sang đây chị xem tình hình cuộc sống ở bên Úc này như thế nào để cho con sang đây du học, nhưng nghĩ lại đấy thì nếu mà cho con sang đây
rồi không biết cái chuyện gì ở cái bên này, rồi mất con hư hỏng như thế nào mình cũng không biết. Rồi thà rằng để nó ở Việt Nam ấy, để cho nó học cái trường trường gì đấy, trường của nước ngoài người ta đầu tư vào đó, người ta dạy đấy. Thì cái còn lại cái số tiền thì người ta để vào trong nhà ngân hàng để lấy tiền lời, còn hơn là cho nó sang đây nó học. Nó học với một thân một mình, nó không biết cái chuyện gì xảy ra. Có nhiều người ấy, lợi dụng những cái học sinh du học ấy vào cái con đường bế tắc, rồi kêu người ta chịu tội, giống như là họ trồng cần sa xong họ kêu những cái thằng đấy là đứng đứng vào đấy để thuê nhà, nhưng thực chất cái người chủ nhà mới là người trồng cần sa. Nhưng đến lúc bị bắt chịu tội á thì những cái em du học đó chịu tội rồi á, bị trục xuất về chẳng hạn như vậy. Những cái trường hợp đấy rất là nhiều, các bạn phải nên nhớ như thế. Cho nên những cái người giàu có, ví dụ người ta đi đi lại lại được, người ta trông nom con người ta, hoặc là có gia đình ở bên này thì nó khác, thấy không? Chứ tự túc mà đi sang đây á, khổ lắm. Đời đôi khi rất dở, đừng có mà tưởng bở. Không biết tại sao không áp được. Về con tốt đi xin tiền. Thôi, thằng đấy khổ rồi, sang bên đấy là khổ rồi. Tại vì cái đừng có nghĩ là cứ sang Mỹ là sung sướng đâu, nằm đường này ra cái kìa, dân bản xứ người ta còn đi làm đường ấy kìa, đi